Children all over the world deserve to find their own place in life and reach their full potential, no matter what circumstances they are born into. At VTC Academy, we believe every student is unique and should be able to live a successful and self-determined life. We want our students to achieve more than they thought they could. That is what education means to VTC Academy. Young people are our future. Supporting their potential and investing in their skills and productivity plays an essential role in shaping the world of tomorrow. Today's learners need a growth mindset and the confidence to adopt new ideas. VTC Academy offers students an education that goes beyond academics and fosters comprehensive development, from physical to mental and emotional, granting students a greater perspective on life. VTC Academy was founded in 2010 with a clear vision to become a leading education provider in Southeast Asia by nurturing and developing a world-class workforce and global citizens. Today, we have two campuses in Hanoi and Ho Chi Minh City, Vietnam, with total enrollments greater than 5,000 students over the past decade. We offer an exceptional teaching methodology with competency-based learning. This means we work very closely with enterprises to better understand their needs and design our programs to meet the needs of the market. Thanks to our multiple partnerships with enterprises, our students will be able to visit real industry players and conduct real capstone projects during their time at VTC Academy. We also encourage student curiosity and the thirst for knowledge, enabling students to unleash their full potential. At VTC Academy, we currently focus on core majors. So what makes VTC Academy so special? Is it the high employment prospects? Is it our passionate teachers or the best facilities? We offer all of these and more. But let's hear what those who are most important have to say about VTC Academy. Mình có khá là nhiều điều thích ở học viện VTC Academy là thứ nhất là môi trường ở đây rất là trong lành, đẹp, đặc biệt là rất là lạnh, rất là giống khí hậu ở Đà Lạt chỗ mình. Ở đây thì các thiết bị đều rất là tốt. Mình học cảm thấy rất là thú vị, thoải mái. Mọi người đều rất là hòa đồng. Đặc biệt là cô căng tin cũng rất là thoải mái, thường hay cung cấp lương thực hàng ngày cho mình. Theo học tại VTCA, VTC Academy là quyết định đúng đắn nhất của mình từ trước tới giờ. Quyết định mình cảm thấy trong tuổi trẻ mình sẽ không bao giờ hối hận. Và mình tự hào nhất về cái điều đó. Thì cảm ơn ngôi trường này, ngôi trường VTC Academy đã biến em để biến đam mê của em thành hiện thực. あ、最初、あの、中学生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 、あ
の方に 3D メインの会社がそんなにないのか、こちらが紹介したことをとても新鮮な気持ちで受け取っていただけたように思います。There is no limit to what our students can achieve. Graduation is just the beginning. At VTC Academy, we want our students to love learning, trying new things, and above all, thinking towards the future and reaching their highest potential.
Chào mừng các bạn đến với buổi talk show được phát sóng định kỳ vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên fanpage VTC Academy. Mình là Giang Nghi, người sẽ đồng hành cùng các bạn và khách mời trong buổi talk show livestream ngày hôm nay. Cứ mỗi tuần trôi qua thì VTC Academy lại mang đến cho các bạn trẻ những buổi trò chuyện cùng những vị khách mời và diễn giả với mong muốn mang đến cho các bạn những góc nhìn mới hơn về nhiều ngành nghề cũng như cơ hội được học hỏi và khám phá bản thân, thế mạnh của bản thân. Từ đó có được những định hướng lộ trình học tập phù hợp làm bạn đạt vững chãi để vươn ra thế giới. Tiếp nối thành công của chặng đường từ năm 2021 với mong muốn tìm kiếm, ươm mầm và phát triển những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thiết kế, chương trình học bổng tài năng 2022 của VTC Academy sẽ tiếp tục trao tặng đến những bạn trẻ nhiều cơ hội được biến đam mê thành sự nghiệp. Và tuần này, chúng mình sẽ quay trở lại với một chủ đề đang nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi đông đảo các bạn trẻ có nguyện vọng theo học các ngành nghề về công nghệ thông tin và thiết kế cũng như Digital Marketing tại VTC Academy, đó chính là kinh nghiệm săn học bổng tài năng VTC Academy 2022. Theo như được biết, câu hỏi mà các bạn thường đặt ra nhiều nhất chính là phương pháp và bí quyết săn học bổng VTC Academy là gì? Hay chương trình học sau khi đạt học bổng sẽ diễn ra như thế nào? Và không để các bạn chờ lâu, thông qua buổi talk show này, VTC Academy hy vọng sẽ giúp bạn có thể giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc liên quan đến thông tin học bổng tài năng năm nay cũng như là bỏ túi những tip hay ho để tự tin khẳng định bản thân giành được học bổng. Hãy theo dõi xuyên suốt buổi talk show ngày hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào về chương trình này bạn nhé. Góp mặt trong buổi talk show ngày hôm nay là một vị khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là bạn Tô Kim Thi, học viên tại VTC Academy, người đã đạt được học bổng toàn phần tại chương trình học bổng tài năng VTC Academy năm 2021. Bạn Thi sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện thật, những chia sẻ cũng như những lời tâm sự chân thành về hành trình chinh phục học bổng của bạn. Trước hết thì Nghi xin thay mặt VTC Academy cảm ơn Thi đã dành thời gian quý báu vào cuối tuần để đến tham dự sự kiện ngày hôm nay. Giờ thì Nghi xin được nhường spotlight lại cho nhân vật chính. Mời Thi giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đi nè. Cảm ơn Nghi đã dành cho Thi một lời giới thiệu cực kỳ ưu ái. Xin chào các bạn, mình là Thi, là Tô Kim Thi, là học viên năm nhất của ngành Digital Marketing tại Học viện Công nghệ Thông tin và Thiết kế VTC. Và cũng là một điều may mắn vì mình được có mặt ngày hôm nay với tư cách là người được học bổng toàn phần của chương trình học bổng tài năng VTC Academy năm 2021 vừa rồi. Và hôm nay mình có mặt ở đây cũng giống như là Nghi có giới thiệu với các bạn là mình xin phép chia sẻ về cái hành trình mà mình biết được đến học bổng và mình đã chinh phục được học bổng như thế nào. Và thông qua đó mình xin phép gửi đến các bạn một số bí kíp để các bạn có thể bỏ túi để mà khi tham gia từng vòng thi các bạn sẽ đối diện với những cái vòng thi như thế nào tại VTC Academy. Các bạn cùng đón xem nhé. Nghe thật là hấp dẫn đúng không nào? Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc hay muốn nghe bạn Kim Thi chia sẻ thêm về bất cứ vấn đề nào thì có thể để lại câu hỏi ngay dưới phần bình luận nha. Bởi vì chúng mình sẽ có một phần Q&A để tương tác với khán giả trực tuyến ở cuối chương trình nha. Các bạn có vẻ rất hào hứng và muốn bắt đầu sự kiện ngay và luôn đúng không nào? Vậy nên không để các bạn chờ lâu nữa, Nghi xin được phép bước vào câu chuyện của bạn Thi ngày hôm nay. Câu đầu tiên mà Nghi muốn hỏi Thi là nếu dùng 3 tính từ để miêu tả về tính cách của Thi thì Thi nghĩ đó là gì và tại sao lại như vậy? Nếu như mà nói về tính cách của Thi á thì có lẽ là quá nhiều tính từ để miêu tả. Mà nếu như để cô đọng lại trong 3 tính từ, 3 cụm tính từ để nói về Thi thì sẽ có 3 cụm tính từ để đại diện. Thứ nhất là Thi luôn lạc quan. Thứ hai là Thi có tinh thần trách nhiệm. Đối với bất kỳ một việc nào, cho dù là công việc hay là một việc gì đó trong trường hoặc là bất kỳ một cái việc nào đó mà mình một khi đã nhận làm, cho dù nó là làm không công hay là lương ít thì Thi vẫn có trách nhiệm với nó. Và cái cuối cùng đó chính là năng động. Chính vì cái tính cách năng động đó thì phát hiện ra rằng mình rất phù hợp với các ngành nghề sáng tạo và đặc biệt là đi theo tinh thần trách nhiệm, thì Thi thấy mình rất phù hợp với ngành Digital Marketing. Nghe Thi nói thì Nghi cảm thấy Thi là một người rất là giỏi về các môn sáng tạo, những môn thiên về xã hội đúng không? Nhưng mà Nghi muốn hỏi là thời học cấp 3 thì Thi giỏi nhất là môn nào? Có một sự khá là tương phản với nhau. Thi á, thì từ lúc cấp 2 cho tới cấp 3 thì Thi khá là trội và khá là thích đối với hai môn đó, là môn toán và môn lý. Thì hai môn này là nó thiên về rất là nhiều về cái việc tính toán và nó là logic, và gần như là
theo mindset của mỗi người thì đa phần nhiều người người ta cứ nghĩ là toán với lý là một cái gì đó rất là khô khan. Tuy nhiên, thi tìm được những cái sự mềm mại trong từng con số và từng cái công thức tính toán đó, và thông qua những cái lăng kính mà thi nhìn bởi từ một người mà học chuyên về môn tự nhiên, bắt đầu thi cảm nhận được rằng cái cách mà thi nhìn cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn nhưng nó có trật tự rõ ràng, và từ đó thì thi tìm được cái nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo của mình. Và đối với cái tính cách của Thi là một người, Thi tự nhận thức được rằng á, là năng lượng active của Thi trong Thi á, nó khá là nhiều. Và cái việc mà Thi thích là Thi thích được gì? Thi thích được giao tiếp, Thi thích được truyền năng lượng đến mọi người. Và thông qua, và khi mà kết hợp được cái việc là mình có thể thích những cái môn mà thiên về logic, tính toán, mà mình có thể kết hợp được Thi với cái tính cách của Thi, thì Thi thấy rằng á, đây là một thế mạnh cho Thi, và Thi từng ngày hoàn thiện cái thế mạnh đó. Nghe những chia sẻ của Thi thì Nhi thấy Thi là một người có thể kết hợp được giữa sự sáng tạo và cả tư duy, đúng không? Vậy Thi ơi, lúc mà Thi đã tìm ra được sự mềm mại trong những con số thì khi đó Thi đã có định hướng là sẽ theo đuổi ngành nào chưa? Khi mà năm lớp 12 á, là cái lúc mà cận thi đại học, thì lúc đó Thi có nhận thức được rằng cái tính cách của mình rất là thích hợp trong cái môi trường mà chạy thường xuyên liên tục với sự sáng tạo và làm những cái mới. Tuy nhiên cái khoảng thời gian đó là Thi có một số vấn đề về gia đình, nên là khi mà Thi đậu vào trong đại học Kinh tế Hồ Chí Minh thì giữa cái khoảng thời gian đó Thi có gặp cái chuyện trục trặc về gia đình đó, nên Thi phải chuyển về đại học Cần Thơ. Thì lúc đó là Thi giống như là Thi đang bị rơi vào trong cái hố tuyệt vọng về những cái problem của bản thân rồi. Thì khi đó thì Thi chỉ còn biết bấu víu vào trong cái gọi là bản năng của mình, đó chính là thích về những con số. Và khi đó tự nhiên Thi bị mất niềm tin về cái việc là mình có thể đủ lạc quan, đủ sáng suốt để đi theo những cái ngành nghề mà có thể gọi là giống như là ban đầu Thi định nghĩa là Thi sẽ đi theo kinh tế hoặc là marketing. Vì vậy khi đó Thi chọn khoa học máy tính. Cái việc mà Thi chọn khoa học máy tính đó, nó như là một cái sự bấu víu, một cái phao cứu sinh trong cái lúc mà Thi bị rơi vào trong cái hố sâu đó. Thì sau khi mà học được khoảng 1 năm, thì trải qua cái việc mà 1 năm rưỡi đó, Thi đã hoàn toàn sắp xếp được cái việc của gia đình rồi. Thì khi đó là Thi đã sẵn sàng để đi theo cái đam mê, cái ngành nghề mà Thi có thể phù hợp được với lại cái bản thân tính cách của mình. Tại vì đối với Thi á, Thi quan niệm như thế nào, mình làm ngành gì nó cũng khó chứ á Nghi. Nhưng mà có một cái vấn đề á, là khi mà mình làm cái ngành mà mình thích, tự nhiên có một cái nguồn năng lượng nó đã cực kỳ á mọi người. Mình đi theo nó thì mình đối diện với những cái áp lực trong cái ngành nghề mà mình thích đó nha. Thì mình sẽ có năng lượng, mình sẽ có động lực mình vượt qua. Thì khi mà Thi sẵn sàng Thi bước chân vào cái ngành mà mình có thể đi theo được, có thể adapt được, thì Thi bắt đầu lúc đó thì may mắn thì có một cái cơ duyên, thật sự rất là duyên khi mà Thi biết được cái chương trình học bổng tài năng của BTC của mình năm đó là năm 2021. Và mọi người biết sao không, lúc đó là Thi biết á, là cận cái ngày mà nộp hồ sơ rồi, là lúc đó Thi chưa có kịp tìm hiểu cái gì về digital marketing cả. Nhưng mà khi đó Thi, tại vì Thi lì lắm, có cơ hội mà mình cứ đi theo thôi. Thì khi đó là Thi chỉ thì điền hết thông tin, và Thi chỉ cầu mong cuộc gọi của chị tư vấn tuyển sinh về cái việc là Thi có được vào trong cái vòng kế tiếp hay không. Thật sự rất là may mắn, là tại vì kịp lúc đó thì chị tư vấn tuyển sinh có nói rằng là trong cái hồ sơ của Thi á, cái thể hiện mong muốn của Thi về cái việc đạt học bổng nó quá lớn. Nên khi đó là cho dù là trễ hạn một ngày rồi nhưng mà Thi vẫn được, may mắn Thi được nhận. Thì thật sự rất là cảm ơn cái cơ duyên này để cho Thi được học tại BTC Academy. Trời ơi, nghe hấp dẫn quá, nghe ly kỳ quá. Vậy khi mà nghe là mình đã có thể tiếp tục tham gia vòng tiếp theo của học bổng năm 2021, thì Thi đã có những sự chuẩn bị về mặt tâm lý như thế nào? Thi có lo lắng nhiều không? Đối với Thi nha, bất kỳ một cuộc thi nào, và nhất là đặc biệt là những cái cuộc thi học bổng á, là mình có một cái sự kỳ vọng cao đó mọi người. Mà một khi mình đã kỳ vọng cao thì chắc chắn là mình sẽ lo. Mà thật sự nha, cái sự trái ngang ở lần này á, là Thi đi học học máy tính. Hiện tại là trong cái phần lúc đó là đầu của Thi nó chỉ có về lập trình, về những con số, về thuật toán thôi. Nhưng mà khi mà thật sự là khi mà biết được là những cái vòng thi tại BTC Academy là không chỉ là test những cái phần giống như là IQ hay là EQ không, mà Thi được nghe chị tư vấn tuyển sinh nói là phải test cả về kiến thức về digital marketing đó mọi người. Trời, lúc đó hoang mang lo lắng lắm mọi người ơi. Thi là Thi phải dành ra là kiểu ngày đêm, Thi mà kiểu Thi lao vào Thi tìm kiếm thông tin về digital marketing.
Thật sự mọi người biết á, bất kỳ ngành nào, lĩnh vực nào mà nó đã khác rồi, nó bao la lắm mọi người. Nhưng mà thật sự nha, lúc đó cái động lực lớn nhất của mình là mình mong mình giành được cái học bổng. Tại vì sao? Tại vì á, thứ nhất là điều kiện kinh tế của Thi sẽ không có đủ để mà cho Thi trang trải chi phí nếu như mà học một cái ngành nghề khác ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì mọi người biết là không chỉ còn cái học phí mà còn rất là nhiều cái chi phí xung quanh khác nữa. Đó là cái động lực lớn nhất của Thi, đó chính là được, muốn được học tại VTC thì phải làm sao? Phải có được học bổng. Vì vậy, chính vì cái động lực đó mà Thi từng ngày Thi rèn luyện để mà Thi tìm những cái thông tin mà Thi thuộc của nó. Và khi mà Thi tìm hiểu những thông tin và những kiến thức về ngành digital marketing thông qua những cái buổi phát sóng trực tiếp chia sẻ về kiến thức về ngành của các thầy tại VTC, thì Thi phát hiện ra rằng mình thực sự phù hợp với ngành digital marketing. Và đặc biệt đó là chương trình đào tạo digital marketing tại VTC là thiên về thực hành nhiều hơn, và thật sự là cái khoảng thời gian học nó cũng rút ngắn hơn. Tuy nhiên rút ngắn nhưng mà Thi hiện tại Thi thấy là Thi thấy là mình được học từ gốc tới thân và tới cả ngọn của cây, và gần như là học được tất cả những cái phần liên quan tới cái nhánh cây của digital marketing đó. Và Thi thấy rằng cái việc mà mình được học một cái chương trình như vậy rất là thích hợp cho cái giống như là cái kế hoạch của Thi, là tại vì Thi đã mất thời gian cho 2 năm học ở ngành cũ, vì hiện tại Thi muốn đi nhanh hơn để tiếp cận hơn với nghề nghiệp. Thì ở tại VTC Thi được học cái cách làm sao để trở thành một digital marketer một cách chuyên nghiệp nhất. Trọng nghe Thi nói mình nghe cũng muốn đi học digital marketing luôn á. Vậy Thi ơi, lúc mà Thi nhận được học bổng á thì cảm xúc của Thi như thế nào? Cái ngày mà Thi nhận được kết quả học bổng á thì khóc nguyên một đêm luôn. Tại vì Thi thấy là cái lúc mà Thi cái vòng cuối cùng là vòng phỏng vấn á Nghi, là thật sự rất là nhiều bạn thí sinh khác cực kỳ tài năng. Thi không tự ti về bản thân mình nha, nhưng mà Thi cảm thấy rằng á, những cái công sức mà mình bỏ ra á, thật sự có thể là nó chưa đủ để đáp ứng được cái phần thưởng mà kiểu phải nói là cái học bổng xịn sò của VTC. Nhưng mà thật sự là cũng muốn chia sẻ với mọi người rằng á, là trong cái khoảng thời gian mà Thi luôn phấn đấu cho chính bản thân và cho cuộc sống của mình á, những cái thành đạt, những cái việc mà Thi đạt được á, Thi luôn cảm thấy rằng á, là công sức của mình chưa chắc gì nó xứng với lại những cái thành quả đó. Nên khi mà Thi luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy thì Thi chưa bao giờ Thi ngủ quên cho cái chuyện đó cả. Nghe Thi chia sẻ mà Nghi cũng cảm thấy rất là gọi là bồi hồi luôn á. Vậy lúc đó là Thi có kể cho gia đình với bạn bè ngay không? Chắc là mọi người mừng cho Thi lắm đúng không? Cái lúc mà Thi nhận được học bổng á, sau khi cái việc mà Thi khóc xong thì điều đầu tiên mà Thi làm đó chính là Thi cảm ơn những người đã cổ vũ cho Thi trong suốt từng vòng thi đó. Thực sự cái việc lớn nhất của Thi trong cái khoảng thời gian mà dịch đó mọi người là cái việc đối diện với camera để mà thi cái vòng cuối. Tại vì Thi rất là cực kỳ sợ camera. Có một số cái việc mà giống như là ám ảnh từ tuổi thơ ấy, nên là sợ lắm. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà sợ đó, Thi may mắn thì có bạn bè ở bên cạnh. Thi may mắn thì có dì hai bên cạnh. Mọi người đều tạo cho Thi một cái động lực rất là lớn để Thi vượt qua. Vậy thì quá trình sau học bổng tài năng VTC Academy 2021 ắt hẳn đã mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc và kỷ niệm cho Thi đúng không nè? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ thêm về cuộc hành trình chinh phục bổng của bạn nha. Thì Thi ơi, Nghi muốn hỏi là không biết trong quá trình tham gia các vòng thi của Thi thì có những khó khăn và thử thách nhất định nào? Bạn phải tham gia những vòng thi cụ thể nào vậy? Khi mà tham gia học bổng tài năng của VTC thì Thi trải qua những cái vòng thi như sau. Đầu tiên á, là Thi sẽ nhận được cuộc gọi test trước từ chị tư vấn viên. Rồi sau đó là Thi đáp ứng được cái giống như là cái sự tìm kiếm về cái thí sinh của cái chương trình học bổng của VTC. Thì Thi sẽ qua một cái vòng, đó chính là vòng test IQ. Và sau cái vòng test IQ đó thì khoảng 2 tuần sau thì Thi sẽ tham gia một cái vòng là test kiến thức về digital marketing, và vòng cuối cùng là vòng phỏng vấn trực tiếp với lại thầy trưởng phòng đào tạo marketing tại VTC Academy. Thì cái nếu như mà mình nói về khó khăn á, thì cái khó khăn đầu tiên đó chính là lúc mà Thi á, là lúc đó là Thi chưa có được học qua hay là được tiếp xúc qua về những kiến thức của digital marketing. Và thật sự á, là Thi đã phải thức cả ngày lẫn đêm để mà có thể tìm hiểu và gần như là nghe rất là nhiều podcast về ngành để mà Thi rút ra được những cái mà cô đọng nhất kiến thức về ngành, để khi đó thì Thi có thể đi tiếp về trong cái vòng mà test kiến thức. Vậy Thi ơi, bên cạnh những cái
những cái khó khăn về chuyện là Thi không có quá nhiều kiến thức về digital marketing thì Thi còn gặp những khó khăn hay thử thách nào nữa không? Ngoài cái việc mà Thi không có được tiếp xúc trước về ngành digital marketing thì Thi còn một cái vấn đề nữa là Thi trong cái khoảng thời gian đại dịch là Thi thật sự là bị mất kiểm soát rất là nhiều thứ. Và đặc biệt là cái việc mà Thi hình thức online á mọi người, nó cực kỳ khó đối với Thi. Tại vì Thi là một cái đứa mà giống như là phải gặp trực tiếp ở ngoài để nói chuyện, thì lúc đó mình sẽ có một cái nguồn năng lượng nào đó nó khác. Còn nếu như mà khi mà mình phỏng vấn qua một cái màn hình đó mọi người, thật sự Thi cũng không biết được là cái câu trả lời của mình có được các thầy, ban giám khảo có thực sự đồng ý hay không. Nhưng mà thật sự rất là may mắn là trong cái vòng thi mà vòng thi cuối cùng, vòng thi phỏng vấn đó Nghi, thầy Quang Kỳ và thầy Tuấn Anh là hai giám khảo chính cho Thi tại vòng thi đó. Hai thầy tạo ra cho Thi một cái không khí là một cái buổi trò chuyện, chứ không phải là một cái buổi thi hay là một cái buổi học thi học bổng gì cả. Và thông qua những cái buổi trò chuyện đó thì thầy nắm được là Thi đã cô đọng được những cái gì mà Thi đã tìm hiểu về digital marketing. Và thậm chí là thầy có chia sẻ về thêm về những cái kiến thức để Thi hiểu rõ hơn về ngành. Và đặc biệt những cái kiến thức mà thầy nói á, nó giống như cái đoạn trailer vậy đó mọi người. Và cái đoạn trailer này nè, Thi hiện tại Thi đang được xem rất là rõ khi Thi được học tại VTC Academy. Và thông qua chỉ mới một kỳ thôi, Thi đã hiểu được là từ những cái process, từ những cái quy trình đầu của cái process là marketing là phải làm những cái bước gì, những cái bước như thế nào đó. Và Thi thấy tại cái chương trình của VTC Academy á, Thi được học như là một người intern vậy đó Nghi. Tụi Thi không phải là học rồi xong đó trả bài trên giấy đâu mọi người, mà tụi Thi sẽ được thực tập, được làm những cái dự án và sau đó được báo cáo như một người làm nghề vậy á. Như là Thi chia sẻ thì Thi thấy Nghi thấy là Thi dành rất là nhiều thời gian để ôn luyện trước khi mà mình bắt đầu vòng thi đúng không? Thì cho Nghi hỏi thêm là trong quá trình chinh phục học bổng thì Đi đã có kế hoạch ôn luyện như thế nào? Đối với cái việc mà học bổng của VTC Academy á, thật sự đây là học bổng cực kỳ xịn sò mọi người. Và học bổng đã xịn sò như vậy rồi á, thì nó là chứng thực cho một cái quá trình mà mọi người phải ôn luyện giống như là kiểu vùi mài kinh sử ấy, chứ không phải là làm một cái bài luận sau đó qua vòng. Thì khi mà Thi biết được là Thi qua được cái vòng đầu tiên là vòng test IQ rồi, thì khi đó là Thi biết là mình phải chạy rồi đó mọi người. Thì mình chạy như thế nào? Mình phải chạy có kế hoạch. Cái kế hoạch ở đây á, dĩ nhiên một cái đứa mà ngoại đạo như Thi sẽ không biết được mình nên tìm hiểu cái gì đâu. Nhưng mà may mắn là thông qua những cái phần chia sẻ trên những cái fanpage của VTC nè, website của VTC nè, và đặc biệt là những cái buổi livestream của các thầy tại ngành digital marketing tại VTC, thì hiểu hơn về cái việc là Thi nên tìm hiểu như thế nào, từng bước những cái cơ bản của digital marketing có thể đáp ứng được khi mà Thi tham gia vòng thi kiến thức tại VTC. Vậy Thi có đánh giá như thế nào về vòng sơ khảo lúc đó? Có khó lắm không? Cái vòng sơ khảo lúc đó đối với Thi á, thì tại vì Thi có một cái may mắn là Thi đã được tiếp xúc qua trước với lại bài test IQ. Nên thành ra là cái dạng bài đó là Thi giống như là Thi cũng có một cái gì đó gọi là thân quen đó mọi người. Tuy nhiên á, cái bài test IQ của VTC thì thật sự là nó chỉ là thân quen cái dạng đời thôi, nhưng mà nó là mới hoàn toàn. Tuy nhiên khi mà các bạn bình tĩnh lại, tại vì thật sự là Thi thấy là thầy cô trong hội đồng ban giám khảo có để một cái khoảng thời gian cực kỳ thích hợp để cho các bạn có thể vừa suy nghĩ và vừa kiểm soát lại cái câu trả lời của mình cho bài test IQ đó. Nên là các bạn đừng có lo nha, quan trọng là mình phải bình tĩnh. Và Thi muốn chia sẻ là trước khi mà các bạn tham gia, các bạn có thể tìm những cái dạng test IQ đó để các bạn làm quen trước về cái dạng bài đó. Vậy với vòng trung khảo thì sao? Theo kinh nghiệm của Thi thì những điểm nào mà thí sinh cần lưu ý để đạt được kết quả cao? Thi sẽ chia sẻ về cái vòng thi trung khảo của Thi tại VTC Academy. Cái học bổng là Thi như thế này, cái vòng trung khảo thì sẽ là thi về kiến thức cơ bản về digital marketing. Thì chắc chắn là trước khi mà thi cái vòng trung khảo diễn ra thì người mentor của các bạn sẽ có hướng dẫn cho các bạn là cái đó lúc đó mình sẽ thi theo dạng format gì. Và khi mà biết được chắc chắn là mình phải thi về kiến thức và như là một phần kỹ năng của một digital marketer, thì khi đó bạn chắc chắn là bạn phải trang bị kiến thức rồi, gần như là phải sát sao nhất, và thậm chí là phải trải qua những cái bài toán thực tế thông qua những cái nền tảng chia sẻ kiến thức ở trên web. Thì khi đó là mình sẽ phải trang bị một kiến thức cực kỳ vững.
Vậy bên cạnh những cái bước mà chủ động tìm hiểu về format đề thi hay là kiến thức á, thì chị thấy các bạn cần chuẩn bị tâm lý như thế nào? Theo Thi á, ngoài cái việc mà cốt lõi là mình phải chuẩn bị kiến thức ra thì mình phải chuẩn bị được một cái tâm lý phải nói là thoải mái nhất có thể. Vì nếu như mà khi mà bạn bị gói gọn vào trong cái việc là lo sợ thì khi đó là tự nhiên giống như là lúc đó não của Thi là sẽ không hoạt động được. Nên là khi đó thì Thi nghĩ là thứ nhất là mọi người phải chăm cho cái sức khỏe của mình, phải ăn ngủ đúng giờ nè, và nhất là cái tinh thần phải giữ thiệt là thoải mái. Và cái điều thứ hai nữa Thi nghĩ là mình có thể chủ động được, đó chính là về cái việc mà nếu các bạn tham gia thông qua cái trực tuyến đi thì các bạn phải chuẩn bị, thứ nhất á, là các bạn có thể đăng ký thêm một cái mạng khác thay vì mình cứ phụ thuộc quá vào wifi, thì khi đó là cái cơ hội của mình là gần như là mình đang nắm trong tay rồi, mình phải là cái người điều khiển cơ hội đó, thì lúc đó thì các bạn sẽ tự tin hơn nhiều. Vòng tiếp theo thì sao? Cái vòng mà phỏng vấn trực tiếp với lại hội đồng ban giám khảo á, thì Nghi muốn hỏi là cảm xúc lúc đó của Hi như thế nào? Có lo lắng hồi hộp quá không? Trời ơi, phải nói là trước cái vòng phỏng vấn trực tiếp với lại ban giám khảo á, là Thi lúc đó là Thi gần như Thi ngủ không được, tại vì thật sự rất là lo á mọi người. Nhưng mà nhớ lại là cái quyết tâm của mình là mình phải lấy học bổng, thì nếu như muốn lấy được học bổng thì sao là mình phải khỏe. Thì cái đó Thi vẫn đi theo một cái format là Thi vẫn phải giữ sức khỏe của mình. Và cái việc Thi muốn chia sẻ với mọi người á là khi mà tham gia bất kỳ một cái cuộc phỏng vấn nào đó cho học bổng á, thì Thi nghĩ là mọi người có thể chủ động tìm hiểu trước thông tin về các giám khảo mà giống như là phỏng vấn trực tiếp mình, thì khi đó thì các bạn có thể, thứ nhất là bạn hiểu được tính cách của giám khảo đó, thứ hai là các bạn có thể hiểu được là giám khảo đó đang mong mỏi cái gì đối với thí sinh đó, thì như vậy các bạn sẽ có vững tâm hơn và thật sự rất là đỡ lo lắng hơn khi mà tham gia cái buổi chung khảo đó, ở cái buổi chung kết phỏng vấn đó. Nhưng mà thật sự á, Thi nói là các bạn đừng có lo quá nha, tại vì cái lúc mà Thi á, là thầy Quang Kỳ với lại thầy Tuấn Anh á, tạo cho Thi một cái buổi phỏng vấn mà giống như là buổi trò chuyện ấy, nên là Thi nghĩ rằng tất cả các thầy ban giám khảo tại VTC luôn tạo cho các bạn một cái không khí thoải mái nhất khi các bạn tham gia, nên việc của các bạn là chỉ cần chuẩn bị tinh thần nè, chuẩn bị kiến thức thôi, đừng lo lắng quá nha. Nghi hay kể là Nghi cảm thấy là Thi rất là kiểu thoải mái, tự tin về cái buổi tham gia vòng trực tiếp phỏng vấn. Vậy Thi ơi, có một cái kỷ niệm đặc sắc nào mà Nghi mà Thi đặc biệt nhớ không trong cái buổi phỏng vấn đó? Cho cái buổi phỏng vấn đó là Thi được hỏi rất là nhiều câu hỏi về cái việc để các thầy có thể kiểm tra được là Thi đang hiểu digital marketing ở tới một mức độ nào. Và Thi đặc biệt Thi nhớ là Thi có chia sẻ với các thầy về cái việc mà Thi hồi trước giờ là Thi đã từng đi làm gia sư nè, đã từng chạy chương trình cho các câu lạc bộ từ năm học cấp 3 rồi. Nên là cái việc mà Thi tiếp xúc với rất là nhiều người và đặc biệt là giới trẻ và phụ nữ, thì Thi giống như là Thi nắm được cái cách suy nghĩ và cái sự quan tâm, cái mối quan tâm của họ nhiều. Thì đối với cái đó thì chứng minh với các thầy rằng là cái sự quan sát của Thi thông qua cái thị trường đó thì Thi đủ khả năng để Thi adapt được đối với ngành học này. Và sau đó thì thầy có hỏi Thi là có một cái chiến dịch nào đó mà Thi đáng nhớ hay không, thì khi đó thì Thi cũng có đem ra một cái chiến dịch của VTC Academy của mình, đó chính là đem một cái gọi là lối học sát với thực tế nhất, mau đi làm nhất. Và khi đó thì Thi cảm thấy rất là thực sự là thể hiện đầy đủ những cái mà Thi mong muốn đạt được học bổng đó. Và Thi đang nghĩ đây là một trong những cái tip mà các bạn có thể lưu ý, đó chính là khi mà các bạn phỏng vấn trực tiếp với cái thầy ban giám khảo á, các bạn phải thể hiện ra được cái năng lượng mà thật sự các bạn trân trọng và các bạn muốn đạt được cái học bổng này. Đó chính là những trong đó là như là cái kiểu là kỷ niệm cực kỳ đắt giá mà Thi được trải qua trong cái buổi phỏng vấn đó. Vậy Thi ơi, Thi cho Nghi hỏi là sau khi trải qua cả 3 vòng thi thì Thi cảm thấy vòng nào là khó nhất? Đối với Thi á mọi người, chắc chắn vòng khó nhất là vòng chung kết. Tại vì cái giai đoạn đó là giai đoạn mình đang lập lững lờ giữa cái việc là mình vui mừng vì mình sắp có được học bổng trong tay rồi, nhưng mà đi kèm đó là một cái nỗi sợ cực kỳ lớn. Là tại vì khi đó là Thi phải đối diện với chính bản thân mình, đối diện với một Tô Kim Thi hoàn toàn chưa có được tiếp xúc gì qua với lại digital marketing. Và thậm chí là Thi được biết rất là nhiều các anh chị tham gia chung với Thi đợt đó là đã có một cái nền tảng gọi là biết trước khá là nhiều rồi. Nên Thi rất là sợ là những cái kiến thức ngây ngô của mình không đủ để mà thuyết phục cái thầy
phải nói là đối mặt với lại những cái thầy mà có quá nhiều năm kinh nghiệm tại vòng chung kết. Nhưng mà Thi nghĩ rằng á, thật sự là Thi nghĩ là các bạn có thể giỏi hơn Thi rất là nhiều, nên là có thể là tại cái kỳ thi mà học bổng tài năng của BTC Academy năm 2022, các bạn cứ việc tự tin và thoải mái và vượt qua nó thôi. Quả là một hành trình đáng nhớ đúng không Thi? Nhờ có sự quyết tâm không từ bỏ đó mà ngày hôm nay chúng ta mới có dịp ngồi đây lắng nghe những chia sẻ thú vị từ Thi đúng không các bạn? Vậy Thi ơi, sau khi nhận được học bổng toàn phần tại VTC Academy và tham gia học tập tại đây suốt một học kỳ thì bạn cảm thấy môi trường học tập tại đây như thế nào? Thật sự muốn nói thật với mọi người là môi trường học tập tại VTC Academy nó hơn những gì mà Thi mong đợi khi Thi tìm hiểu về học bổng. Cái việc mà Thi nhận được học bổng tài năng của VTC á, nó như là một cánh cửa mở ra cho sự nghiệp của Thi vậy. Và khi mà Thi được vào học trong một cái môi trường mà phải nói là hiện đại, năng động, và được học với lại một cái chương trình đào tạo phải nói là tinh gọn. Cái tinh gọn này Thi muốn nói á, là VTC dạy từ gốc cho tới thân của một cái ngành digital marketing, nhưng mà nó thiên về thực hành nhiều lắm mọi người. Cái cách mà Thi được học ở đây á mọi người, Thi được học và Thi được làm việc giống như là một intern vậy đó, là được thực hiện thực tiễn. Vì vậy á, là cái việc mà Thi nghĩ á, là khi mà học tại VTC Academy Thi được trang bị toàn bộ kỹ năng để trở thành một digital marketer giỏi. Nếu chỉ dùng đúng một từ để miêu tả về VTC Academy thì nghĩ đó sẽ là từ gì và tại sao? Thi nghĩ một từ miêu tả về VTC Academy nó chính là hiện đại. Cái hiện đại ở đây á, nó bao gồm nhiều cái nội hàm trong đó đó mọi người, đó chính là năng động. Cái sự năng động ở đây á, là đến từ các diễn viên này, đến từ cái chương trình mà Thi được học. Và thêm một cái phần nữa trong cái từ hiện đại đó mọi người, đó chính là cái chương trình đào tạo VTC Academy thật sự đang theo một cái xu hướng cực kỳ đáp ứng được đối với cái nhu cầu mong muốn của các doanh nghiệp đối với ngành digital marketing. Và đặc biệt đó là tại VTC thì cái ngành cũng Thi hiện tại đó, đang được liên kết chương trình đào tạo với lại DMI, là một trong những cái bằng cấp chứng chỉ bậc nhất về digital marketing. Và hiện tại bản thân Thi chỉ mới là học viên năm nhất thôi, mà hiện tại vẫn đang được học song hai chương trình đào tạo của tại VTC và cả DMI. Thì như vậy, đối với cái việc mà bạn tham gia học Digital Marketing tại VTC Academy thì tin chắc rằng cái cơ hội nghề nghiệp cho các bạn nó được mở ra cực kỳ cao. Những gì Thi nói là vô cùng chính xác về Digital Marketing luôn đó các bạn. Hiện nay ngành này là một trong những ngành vô cùng hot ở Việt Nam và có rất nhiều bạn trẻ đã theo học ngành này. Vậy Thi ơi, với tư cách là một học viên của VTC Academy, Thi có cảm nghĩ gì về chương trình đào tạo Digital Marketing của trường? Thì thấy á, cái chương trình đào tạo Digital Marketing tại trường á, nó rất phù hợp với các bạn Gen Z giống như Thi. Cái Gen Z giống như Thi á, là một cái thế hệ mà được thụ hưởng những cái sản phẩm về marketing, từ marketing truyền thống cho đến những marketing có sự can thiệp của công nghệ, đó chính là Digital Marketing. Thì cái việc mà mình được học mail, mình được học một cách mà gọi là tiếp cận trực tiếp đối với những cái việc mình đã được thụ hưởng trong cái quá trình từ nhỏ tới lớn của Gen Z rồi ấy, thì nó thật sự là một cái việc gọi là cái chương trình đào tạo học thoải mái nhất mà Thi nghĩ rằng là VTC đã mang lại cho học viên. Và thông qua cái việc mà đào tạo đó, cái thoải mái là chỉ để cho các bạn được thoải mái thôi. Tuy nhiên, song song đó, VTC vẫn trang bị cho các bạn đủ kiến thức và kỹ năng để các bạn trở thành được một digital marketer. Và hiện tại Thi đang được học như vậy. Vậy Thi ơi, sau một thời gian học ngành này á, thì theo Thi, tiêu chí để lựa chọn một môi trường học, một môi trường đào tạo digital marketing mà các bạn nhất đang cần là gì? Thì giống như nãy Thi có chia sẻ á, thì hiện tại á, là đang là cuộc chơi của công nghệ 4.0. Cái việc mà nhanh là rất là cần thiết, và trong cái mindset tư duy của Gen Z của tụi mình á, thì nó là cái gì nhanh nhất có thể là tụi mình sẽ adapt được mail. Và cái việc mà thuận tiện nhất là gì, là tụi mình sẽ được học thực tiễn, tụi mình được đáp ứng và được đáp ứng gần như là đầy đủ những cái yêu cầu của doanh nghiệp về một digital marketer ngay tại trực tiếp tại VTC. Thì như vậy, Thi nghĩ rằng khi các bạn Gen Z được đào tạo tại VTC, các bạn sẽ mau được đi làm, được biến đam mê thành sự nghiệp một cách nhanh nhất có thể. Nghe Thi nói như vậy thì Nghi muốn hỏi Thi là sau một học kỳ mà Thi học ở VTC Academy thì bạn cảm thấy mình đã thay đổi như thế nào?
Khi mà thi được vào VTC Academy á các bạn, thì biết được là định hướng rằng là mình nên học cái gì và mình nên làm cái gì trong digital marketing. Thông qua từng bài học á thì hiểu được rằng là mình nên trang bị những cái kiến thức gì và kỹ năng gì để trở thành một digital marketer giỏi. Thông qua những cái chương trình, những cái bài học, những cái môn học tại VTC Academy á, thi trang bị được giống như là thi thực sự là thi thấy mình thay đổi được rằng á, là khi mà nói về những cái kiến thức về marketing thì dùng được những cái từ chuẩn xác hơn và hiểu sâu hơn là digital marketing là thật sự là làm về cái gì và doanh nghiệp á, họ cần cái gì ở một người digital marketer giỏi. Vậy Thi ơi, hiện tại thì dự định sắp tới của Thi sẽ là gì để biến đam mê thành sự nghiệp? Cái mà mục tiêu quan trọng nhất của Thi hiện tại á, là Thi phải hoàn thành thật tốt tất cả các môn học tại VTC Academy. Tại vì chương trình đào tạo VTC Academy là đã gần như là đầy đủ những cái kiến thức và những kỹ năng quan trọng để Thi cần để mà có thể trở thành một nhân sự giỏi. Và sau khi mà Thi được trang bị đầy đủ kiến thức rồi thì Thi rất là mong muốn được cống hiến sức mình cho những cái doanh nghiệp. Và khi đó thì chắc chắn là sau khi mà mình đủ tài năng và mình đủ cái gọi là cái lửa nhiệt huyết rồi ấy, thì Thi rất là mong muốn được truyền những cái năng lượng cho mình của mình á cho đến tất cả các bạn trẻ sau này có thể đi theo cái ngành digital marketing. Thông qua những gì mà Thi vừa chia sẻ thì Nghi thấy Thi là một người có đam mê và khát vọng được vươn mình ra thế giới rộng lớn hơn để học hỏi, để trải nghiệm và khám phá tiềm năng của bản thân. Nghi mong rằng bạn sẽ luôn giữ vững được ngọn lửa đam mê, tiếp tục nỗ lực và mạnh dạn thực hiện những điều mong muốn bạn nha. Chúc cho lộ trình học tập và sự nghiệp của bạn trong thời gian sắp tới luôn gặt hái được nhiều thành công vang dội hơn nữa. Cảm ơn Nghi rất là nhiều. Và để thay đổi bầu không khí thì chúng ta hãy cùng đến với một nội dung cũng khá thú vị. Từ nãy đến giờ thì Nghi nhận thấy là có khá nhiều bạn gửi câu hỏi cho Nghi ở phần bình luận nè. Có vẻ các bạn rất là hào hứng với những câu chuyện mà Thi đã kể ở trên và muốn được lắng nghe bạn chia sẻ nhiều hơn. Nghi xin được phép được đọc câu hỏi đầu tiên nha. Chị Thi ơi, chị có thể chia sẻ cách ôn tập như thế nào đối với các môn thi không ạ? Thi có chia sẻ với mọi người là mình phải trang bị kiến thức về digital marketing để tham gia vào cái kỳ thi học bổng này. Thì cái việc mà Thi trang bị kiến thức là Thi xem tất cả những buổi chia sẻ về ngành digital marketing của các thầy tại VTC thông qua kênh YouTube của VTC này, thông qua fanpage của VTC Academy này, và thông qua những cái việc mà các thầy chia sẻ mình lên một cái bảng giống như gọi là tóm tắt lại tất cả những kiến thức mà thầy chia sẻ đó và mình đi tìm hiểu sâu hơn. Thì như vậy thì các bạn sẽ có đủ kiến thức và đủ bình tĩnh để các bạn tham gia vào cái vòng chung khảo và vòng chung kết. Nghi sẽ hỏi câu hỏi tiếp theo ha. Câu tiếp theo là nghe nói vòng 1 và 2 sẽ test IQ và EQ, thì có thể chia sẻ những tip để làm tốt những dạng câu hỏi này không? Đối với cái vòng mà IQ của mọi người thì Thi thấy rằng nếu như bạn nào mà có nền tảng về cái việc mà thích học những cái môn tự nhiên á thì sẽ dễ kiểu dễ bình tĩnh hơn khi đối diện với những câu hỏi IQ này. Tuy nhiên có một cái tips mà Thi xin chia sẻ cho mọi người á là các bạn có thể tìm hiểu về các dạng câu hỏi IQ này trên fanpage của VTC Academy này. Thi thấy cũng có rất là nhiều bài đăng về nó. Thứ hai nữa là mọi người có thể xem trên Google. Thì khi mà các bạn làm quen được với lại cái dạng IQ này rồi thì khi mà vào thi á, các bạn chỉ cần bình tĩnh để tìm ra từng cái logic trong từng câu hỏi đó. Và IQ á, thì Thi nghĩ rằng á, nếu bạn là một người năng động và một người tự có nhiều nguồn năng lượng thì Thi nghĩ rằng là các bạn sẽ có thể đáp ứng được cái vòng test EQ đó. Nghi thấy có một câu hỏi của một bé hỏi là chị Thi ơi, sau khi mà mình đã đậu vòng học bổng rồi thì mình cần chuẩn bị thêm những gì để có thể bắt đầu thi học? Sau khi mà bạn đậu được học bổng rồi ấy, thì cái việc bạn cần chuẩn bị đó chính là chuẩn bị hành trang với lại cái sự tận hưởng về chương trình đào tạo VTC thôi. Tại vì khi mà trước khi mà bước vào trong chương trình học á thì trường sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho các bạn gần như là hoàn toàn tất cả các bước để các bạn có thể tham gia học như thế nào, và luôn có các anh chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về lịch học này, về tất cả mọi hoạt động tại trường. Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng của phần Q&A này hôm nay nha. Có một bé muốn hỏi Thi là chị Thi ơi, em cũng đang quan tâm đến học bổng này nhưng mà em sợ em không đạt được, vậy có cách nào để em tiếp tục theo học tại VTC Academy không ạ?
À, thì muốn nói với bạn một điều nha, bạn đừng có lo quá. Tại vì Thi thấy ở tại học viện VTC, các thầy cô luôn tạo cho các bạn những sự hỗ trợ và những cái gọi là tạo điều kiện tốt nhất để các bạn có thể theo học chương trình tại VTC. Đặc biệt là có những cái chương trình hỗ trợ học phí tại VTC thường xuyên diễn ra. Và để các bạn có thể nắm được cái thông tin đó một cách chính xác nhất, các bạn có thể liên hệ đến với fanpage của VTC Academy để các anh chị có thể hỗ trợ các bạn một cách chính xác nhất nha. Cảm ơn lời khuyên của Thi dành cho các bạn nha. Như biết những điều mà các bạn muốn hỏi là vô tận, tuy nhiên vì thời lượng talk show có hạn, nên nếu các bạn vẫn còn nhiều trăn trở cần Thi giải đáp thì đừng ngần ngại mà hãy nhắn tin ngay cho fanpage VTC Academy. VTC Academy sẽ ghi nhận và liên hệ sớm nhất để giải đáp, tư vấn cho các bạn nha. Và để kết lại buổi talk show của ngày hôm nay thì Thi có muốn chia sẻ điều gì với những bạn học viên VTC Academy nói chung và những bạn có cùng ước mơ và mục đích chống Thi nói riêng không? Thi muốn chia sẻ một cái năng lượng này đến với mọi người, đó chính là các bạn phải tin vào trong bản thân của mình, tự tin vào chính mình, thì sau đó các bạn sẽ lì với lại ước mơ đó, thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ làm được những điều mà bạn ấp ủ. Và cái thứ hai nữa là Thi xin phép chúc cho tất cả các bạn có đang có ý định thi học bổng tài năng VTC Academy năm 2022, các bạn sẽ luôn thành công trên từng vòng thi. Và đặc biệt là Thi xin phép chúc cho tất cả các bạn học viên luôn được thuận lợi trong việc trong cái chương trình học của mình, và Thi rất là mong muốn được đồng hành với mọi người. Nhưng xin thay mặt các bạn đang xem livestream cảm ơn những lời khuyên chân thành của Thi nha. Hy vọng là với những lời khuyên của Thi thì đây sẽ là động lực cho những bạn có đam mê, tự tin hơn khi theo đuổi ngành nghề mình yêu thích nhé. Chúc bạn sẽ sớm kiếm được mục tiêu và nỗ lực ngay từ hôm nay để đạt được mục tiêu đó. Đến đây thì thời lượng talk show cũng đã kết thúc. Một lần nữa, ngay thay mặt VTC Academy, xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu cuối tuần để theo dõi và ở lại đến tận cuối talk show. Hẹn gặp lại mọi người ở những số talk show với chủ đề hấp dẫn và thú vị hơn vào tuần sau nhé. Đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.